Từ năm 2003 đến năm 2015, Đồng Nai đã chiến đấu với dịch cúm gia cầm và bệnh dại. Sở Y tế tỉnh cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã luôn đi đầu trong việc ban hành các quy định đổi mới, tạo nên bước ngoặt trong công tác phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh. Ủy ban tỉnh đã chỉ đạo cho Sở Y tế và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Sở Y tế và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã xây dựng quy chế phối hợp số 6552 ngày 30 tháng 9 năm 2022. Trong đó là quy định rõ trách nhiệm về các hai ngành, và trong ngành nông nghiệp thông quy định rõ trách nhiệm về chi cục kiểm lâm và chi cục thú y. Đối với chi cục kiểm lâm tôi trong quy chế này thì nhiệm vụ là phối hợp với chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh trong công tác là kiểm tra giám sát việc lây truyền bệnh từ động vật sang người, rồi chia sẻ thông tin, phối hợp điều tra xử lý ổ dịch. Khi mà nó có những cái ca bệnh mà ở trên người hay ở trên vật nuôi thì sự phối hợp giữa hai đơn vị rất tốt, rất chìm nhàng và rất kịp thời. Có thể là không cần những cái thủ tục hành chính, mà khi mà phát hiện có những cái vấn đề thì giữa các đơn vị chúng tôi có thể thông tin qua điện thoại với nhau để mà triển khai nhanh nhất, kịp thời nhất. Trong những tuần gần đây, các cơ quan nghiên cứu và các tổ chức quốc tế cũng đã hỗ trợ triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu, giúp nâng cao ý thức giảm thiểu nguy cơ các bệnh lây truyền từ động vật sang người. Sáng kiến một sức khỏe SITRA, nó cũng mang lại từ cái định nghĩa đó, cái việc là ý thức can thiệp ở trên con người, trên môi trường là động vật và trên môi trường, điều kiện môi trường, tất cả những cái khía cạnh đó, làm sao để cải thiện nó ở mức tốt nhất, kiểm soát, can thiệp và hỗ trợ trong cái giai đoạn sớm để tất cả các cái yếu tố cấu thành một sức khỏe là khỏe. Hiện hoạt động kiểm soát bệnh truyền lây từ động vật sang người đang thực hiện xuyên suốt, đẩy mạnh công tác truyền thông, can thiệp hỗ trợ tại cộng đồng, giao ban chia sẻ thông tin giữa hai ngành y tế và nông nghiệp nhằm giám sát động vật, huyết thanh, tác nhân gây bệnh. Tất cả các hoạt động đó đang xuyên suốt và đặc biệt hoạt động truyền thông đã xây dựng kế hoạch và đã được phê duyệt để hướng đến các hộ chăn nuôi phát triển tốt nhưng an toàn với môi trường và con người. Thì vừa rồi tôi cũng có đi tập huấn thì bên kiểm lâm cũng có hỗ trợ cho là bông gòn nè, rồi băng keo nè, rồi đồ mặt, rồi ủng. Bên kiểm lâm thì hỗ trợ về mình cái mặt mà mình kiến thức để mình tìm hiểu thêm về cái lây bệnh qua con dúi. Với sự hợp tác đa ngành và sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế, Đồng Nai đang đạt được những bước tiến đáng kể trong việc kiểm soát các bệnh lây truyền từ động vật, đảm bảo một tương lai khỏe mạnh hơn cho tất cả mọi người.